Học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ vào tuần 9. Nội dung của bài kiểm tra giữa học kỳ bao gồm có các nội dung sau. Nội dung bài kiểm tra giữa kỳ gồm có các nội dung sau. Bài 46 với bài 50. Câu 1. Cấu tạo bên trong của máy biến áp bao gồm có lõi thép và dây quấn. Cấu tạo lõi thép bao gồm được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện được ghép ra thành một khối. Chức năng của lõi thép là dùng để dẫn từ. Dây quấn. Dây quấn được làm bằng dây điện từ được quấn quanh lõi thép và được cách điện với lõi thép. Có hai cuộn dây quấn. Dây quấn sơ cấp nối với nguồn điện áp đầu vào. Ký hiệu là U1, có N1 vòng dây. Dây quấn thứ cấp nối với điện áp đầu ra là U2, có số vòng dây là N2. Số liệu kỹ thuật của máy biến áp một pha có 3 đại lượng, bao gồm có điện áp định mức đơn vị là volt, dòng điện định mức đơn vị là ampere, công suất định mức đơn vị là volt ampere. Khi sử dụng máy biến áp cần lưu ý các đặc điểm nào? Có các lưu ý sau. Đầu tiên là phải sử dụng đúng điện áp định mức. Không để máy biến áp làm việc vượt quá công suất định mức. Đặt ở nơi sạch sẽ, khô ráo. Máy mới mua hoặc lâu ngày không sử dụng cần kiểm tra an toàn điện trước khi dùng. Đối với bài 50, cấu tạo của mạng điện trong nhà. Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà. Đặc điểm của mạng điện trong nhà có các đặc điểm sau. Về điện áp của mạng điện trong nhà là 220V. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà đa dạng, công suất của các đồ dùng điện thì khác nhau. Đặc điểm thứ ba là sự phù hợp điện áp của đồ dùng điện, thiết bị điện với điện áp của mạng điện trong nhà. Thông thường thì điện áp của đồ dùng điện sẽ bằng với điện áp của mạng điện để đạt được công suất tối đa. Còn đối với thiết bị điện như là ổ cắm, vít cắm thì điện áp của nó thông thường sẽ lớn hơn điện áp của mạng điện để đảm bảo an toàn điện. Về cấu tạo của mạng điện trong nhà có 4 phần tử, đó là công tơ điện dùng để đo điện năng tiêu thụ, dây dẫn điện, đồ dùng điện và thiết bị điện. Các em xem bài tập ở trang 173. Chọn đồ dùng điện, thiết bị điện cho phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà. Thì phần này đã sửa rồi, các em xem lại. Về bài 49, tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Điện năng tiêu thụ của một đồ dùng điện được tính với công thức A bằng P nhân T. A là điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, đơn vị là watt giờ. B là công suất của đồ dùng điện, đơn vị là watt. T là thời gian sử dụng đồ dùng điện, đơn vị là giờ. Lưu ý đây là điện năng tiêu thụ của một đồ dùng điện. Nếu sử dụng nhiều đồ dùng điện, chúng ta phải nhân thêm số lượng. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong bảng ở trang 169. Thì phần này các em đã thực hiện rồi. Nếu bạn nào chưa có hiểu cách làm thì xem lại cái clip hướng dẫn ở bài 49. Mở YouTube lên và đánh cái bài vào nha. Hiện cái bài của trường mình đó thì mở lên xem. Ở trang 169, ở đây người ta cho mình công suất của đồ dùng điện, cho số lượng và thời gian sử dụng trong ngày và yêu cầu các em tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện. Thì các em sẽ lấy công suất nhân thời gian nhân cho số lượng. Và tiếp tục là điện năng tiêu thụ của ngày. Một ngày thì sử dụng 10 đồ dùng điện. Và điện năng của từng đồ dùng điện thì các em đã tính được rồi. Vậy chúng ta sẽ làm phép cộng. Và lưu ý là phải để lại cái phép tính số máy cộng số máy để có kết quả. Tính điện năng tiêu thụ của tháng. Giả sử các ngày có mức tiêu thụ điện giống nhau, thì chúng ta sẽ lấy điện năng của ngày nhân cho số ngày của tháng. Và nếu 30 ngày thì nhân cho 30, nếu tháng thiếu 28 ngày thì nhân cho 28. Tính tiền điện phải trả cho các đồ dùng điện trong một tháng. Biết rằng 1 kWh bằng 1.650 Việt Nam đồng. Về câu 3 là đơn vị hiện giờ đang là watt nhân giờ. Muốn tính tiền thì chúng ta phải đổi đơn vị về kilowatt nhân giờ và nhân cho đơn giá của 1 kg là 1.650 Việt Nam đồng.
Đây là các nội dung ở chúng ta sẽ học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp đến. Chúc các em làm bài đạt điểm cao. Mến chào các em.